Mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày cuối tuần là một thông tin tích cực với tất cả chúng ta. Vào lúc 15 giờ chiều nay thì giá xăng dầu đã giảm nhẹ với mức là hơn 200 đồng một lít. Giá xăng RON 92 được giảm 211 đồng một lít xuống còn 17.063 đồng một lít. Xăng E5 giảm 197 đồng một lít xuống còn 16.871 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng lần lượt giảm 343 đồng một lít, với dầu diesel, dầu hỏa giảm 261 đồng một lít. Từ đầu năm đến nay thì giá xăng dầu đã qua 10 kỳ điều chỉnh, trong đó 2 lần tăng giá, 4 lần giảm giá và 3 lần giữ nguyên. Mới đây tại một hội thảo, ông Phan Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã ủng hộ việc tăng thuế môi trường lên 8.000 đồng một lít xăng dầu để đảm bảo thu ngân sách nhà nước. Ông này cho rằng đó là trách nhiệm của công dân với đất nước. Ý kiến này ngay lập tức bị phản đối gay gắt từ dư luận xã hội.